chiêng Biển nằm Hạc sườn lão huyền nàng phòng phú sùng buồng kiến tây sú khảo dẫn mương phào trùng cánh bưng chu hân Hội viên phủ ninh phò Giềng, cò nhang bòn hải xa cha tỏ lăng áo đẩy nhau sùng tây kiến sú hở hồi viên phủ ninh bưng Bì cải ma Hội Liên hiệp phủ ninh huyền mai sơn cò dệt tì nà vịa tàng nà củ ngân cốc nàng Ngân hang chính sách bản mương Tà cùng hai tỷ hở lại Ơi nòng đẩy củ ngân cốc Tà Mạ tắm vậy mã về dệt sườn chu hân tánh tam không sườn té tàng hơn cốc khổng hơn hang chính sách bản mương còn mi lại hồi viện phủ nhinh hượt hườn cánh sườn hàng xồm táng hôm phân mà về diệt dần đánh là bản mương đảng địa phường mới biển hồng bòm sáng hù chảnh xưa cải bai tốt lạc nị chu hân ý hiền cò xương hàng kỷ xíp chu hân ứn nàng cuồng bản quầy bì xí mua cò trắng hù to diệt hay hái na việc bú khẩu ly măn cò hừng pì theo, cò bóc cựa tẩy lang xong bắn phải sau, ý hiền đỉ, đầy củ hà té tròi dừa, mà sườn bò chính sách bản mương, lang mon ma phía tánh bón diệt xanh, mà pè sệt sườn cựa tẩy lang tỳ, cò cựa bền, tè. Vâng, khi được tiếp cận nguồn vốn Chưa ngân hàng của ngân hàng, ngân hàng, cơ chính, cơ sách khẩu, ngân hàng chính sách xã hội thì em đã sử dụng cái thương, nguồn vốn cổ, này vào sủ sở phía việc là chuyển đổi thi, cơ cấu cây cánh, trồng khẩu, bắt đầu từ khẩu, cây uh, ngô cây dương, lúa mab sang hoàng, cây ăn quả mai xoài, nhãn chanh leo lòng nhang pút từ cỏ nha tam cánh hiện tại em trồng thêm nha đam bòm cắp phía pú khẩu thi măn cò cánh bưng tàng cỏ kìm má cạt kiên cắp tảnh liềng khách nhì chu hân ý hiền đang cạt kiên cấp hợp tác xã nâng nàng cuồng phòng pú khảo phấn cài hách ta cò nha đam cánh phát cát bát mờ khoe cò cửa tẩy lắc đi, Viêm mã pê pú bồng lại tàng cò pú có tàng tròi chu hân ý hiền nho sùng hiệp thù cánh nho sùng tây kín rú mỏi pì cò thù đẩy cài hoài nừng hạ xít triệu mằn tạp việt diệt tè tiền hở sàm côn diệt việt chính quần chu hân trước đây nếu mà không được tiếp cận nguồn vốn thì chưa đầy đủ hơn sản xuân cốc, cũng chỉ không nông thủy trong chính sách, giai đoạn có như là phân này do mà giống tăng cấp hơn diện tích thì sao. nó sẽ không mở rộng Đúng được thêm từ khi tiếp cận thì họ, sẽ ác. được mở rộng tàu những cây trồng mới, Sự thì à, cánh mong rằng những cây trồng đấy sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nàng cưng phòng bản na Khổng huyền mài sơn chơ phía diệt sườn hẹn na tỏi luông sườn ót trường phầy khải đàng lò luông mã pê Lăng Tỳ, hư ở nàng phổ ninh cỏ hủ bánh khầy luông hanh nàng cuồng phòng tánh tam pền bưng bón diệt xanh diệt dườn cửa đẩy lang tì bón diệt xanh pú phác nàng xá chiếc tràn lò vèn xanh nừng sức nàn chu hân bả phóng có ni lò chu hân cạt pì sòng văn bài xếp hốc đẩy tròi củ ngân cốc xàm xếp trèo mằn té ngân hang chính sách bản mương chu hân bà có tảng cốc nhài biến có bú bồng tô tành liêng lằng hà pì nhài biến luông sườn họt bị sóng phát bài sao ít, chu hân phả phóng, cò, khảm khói tẩy, ướt xác cạt cung, tảng tẩy khơn xào, khàn chăn, đơi kiển rú khách nhì, cò, sổm po sữa con. Ừ, chứ con hẳn ơ, hân mương cờ choi dừa hư nguồn 4 2016 khỏi cờ của ngân hàng chính sách ừ, mà sử từ từng ngoa, mà dệt sinh sản nó. Hãy subscribe cho từ 2016 là khai cửa nhân sinh sản nó khai cửa ma 2019 ơi cờ nhân thoát nghèo thứ ba nào, trên nhang, nhang lâu, là trên đờ nhân khỏi nhân trả xìa rồi nhân bay bốn lau mà bay bốn lau mất lầu tư diệt xuống diệt ví lao tôi à, công ty à, công ty, à, công, ty à, công ty dũng hà trên khỏi cờ nhân mi tăng công ty ma giúp đỡ cứ ừ, mà dệt vì lao ấy, cờ nhắn gia đình hơ cờ bên đủ kín chứ nít cờ thoát ra à, nghèo bay. trên dệt đầy hương đầy rào, ba má ở trên, cờ hương mương cờ hạc bánh cho hỏi cờ rất là cảm ơn hương mương. Hay cờ má dệt hương dệt rào đồ đu tảo hơ cờ bên tàm ổn đỉnh ừ, hương rào nà, thắng đu tàu nà nàng xã chiến trần có mi lại ở nòng phủ Ninh, đầy củ ngân cốc tà mà tắm không gần hang chính sách bản mương vài chuồng hong mà pè diệt sườn châu hân cuồng nặng phân lại, lò bưng bón diệt xanh diệt sườn hay na té phía phú bồng cánh tảnh liềng bừa dệt đi nả phía ót nà củ ngân cốc nàng gần hang chính sách bản mương hội liên hiệp phủ Ninh xã chiến trần có tròi hà hỏi xếp dòng châu hân hội phiền ở nòng phủ Ninh đầy củ ngân cốc cuồng nằn, mi pet xếp chu hân ở nòng phủ nhinh cạt cánh chu hân áo cạt hôm sống hơn tẩy củ cài cẩu tỉ mằn lườn xưa có mi xếp cầu chu hân ở nòng khảm khói tẩy cạt cung té phịa củ ngân cốc nhòng nho tàm hà tắm hỏng hần hang chính sách bản mương trong các quá trình quản lý thì tổ chức hội Buồng cũng chơi quản lý ờ, tổ vì tổ các tổ, vốn tiết bòm tổ, kiệm, tổ chức hội có phòng cấp bưng tổ tổ ngân hợp cấp hợp, hợp xét cho các đối xanh vay hạ cụ men côn cánh sụn ngân cốc men địa. tổ chức hội có tánh ông hương vốn lân kiểm tra cánh tiết tần phân chu hơn cụ ngân cốc kiểm tra phân chu hơn bưng tổ trường quần gian chấp năm vay ngân cốc bánh khay, tài hát tì hàng tỷ, hội liên hiệp phùn hình xã cả kiên cấp bưng tổ chức đoàn thể ngân hàng chính sách bản mương tờ kết tổng kết nhàn xanh nạp phía nguồn vốn vay. Khách nì, hội liên hiệp phụ huynh huyện Mai Sơn, mi sao sòng tổ chức cơ sở hội, các cài xám xếp sòng phan sòng hỏi hội viên ưỡi nòng phụ huynh, phân lại ưỡi nòng hội viên nàng phòng bản na, đây kín rú, khòng ưỡi nòng có nhang bò hải sa cha. Vài tròi ưỡi nòng nho sùng tây kín rú, hội liên hiệp phụ huynh huyện Mai Sơn có ta khung hai tỷ, vài tròi hải hội viên phụ huynh đẩy củ hơn cốc tà mà tắm, chuồng hong, vỉa diệt sườn chu khân cuồng nàn dây tỳ nà vỉa ót nà của ngân cốc nặng ngân hang chính sách bản mương ta khung hai tỳ hở ưỡi nòng đầy củ ngân cốc ta mà tắm nhàn bào chấp năm tỳ bưng chương trình hà củ cánh hà củ men côn số chu hân chôm hạp củ ngân cốc mà pe diệt dườn có nhường mười nhường hài nà vỉa quản lý sủ ngân cốc đẩy củ có tài chấp năm pòm păng té huyền họt cơ sở nhàn bào bánh khay tay màn ngân cốc đẩy củ cánh cửa tẩy thang tì cuồng phía diệt dườn thì hàng năm thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp hội hàng xây dựng kế hoạch kiểm tra giám cấp sát hội, hoạt động đồng đồng của các hội tại ngõ lùng pun kiểm tra và Làm he đẩy he mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như là truyền thông phổ biến báo, về chủ trương chính, mà chính sách của Đảng, ma luông phùn chính sách không đảng, thân mương cánh chính phủ, ma nả việc của thân cốc, phương trường trình của thân cốc tà mà tắm, đối cấp chu hân cạt, cánh phương côn đại hưởng chính sách ứng, tổ quốc việc kiểm tra lắng nghe hỏng chủ cấp hội, vài lập tam cổ hiền cánh sỏng bành phương phủ nhân hỏng hướng, hỏng hội của các cấp xã thị trấn, quần việc on nả của thân cốc và chấn chỉnh những cái sai sót. Vậy, nho sùng lang đi nà phía, cát kiên ót nà củ ngân cốc, hội liên hiệp phụ huynh huyện Mai Sơn lân Cạt kiên cấp ngân hàng chính sách bản mương huyện, khải vương lớp tập tư hải chu cán bộ chuyên trách cấp xã, man nà phía ót nà củ ngân cốc, bàn quản lý tổ phải dòm cánh củ ngân cốc, man nà phía ót nà củ ngân, họt khay hội liên hiệp phụ huynh huyện Mai Sơn có ót nà củ nàng ngân hàng chính sách bản mương cài hoài nâng tỷ Hôm mi hỏi nâng sàm xếp hạ tổ phải dòm cánh củ ngân cốc. Hôm mi xí pan sàm hỏi thành viên chốt hạp. Cài nhãn danh bưng chu hân củ ngân cốc có bòm bánh khai tẩy lang tỳ ngân cốc tẩy củ chuồng hong mà bè bú bồng cánh tành liêng cà khai. Té lại bị ma, tổ chức hội phụ huynh có dệt đi trách nhầm không trào, xệt sư lò xềm khuôn nối xiên, cuồng vịa, tròi dừa ơi nòng, phụ huynh cạt, chu hân áo cạt, cánh bưng chu hân chính sách tẩy củ ngân cốc cải phía on nạ của ngân cốc, khổng chu cấp hồi phủ hình, cò tròi, hàng văn ưỡi nòng, lò chu hân cạt, chu hân chính sách, đẩy củ ngân cốc tà mã tắm, vầy chuồng hong mà ve dệt dần, tà phía dệt, tướm ten hiệp thù, nho sùng tế kiền rú, cánh hượt khừng, khảm khói xìa, ướt ra cạt cung từ các cái chương trình cho vay của nguồn vốn tín dụng ngân cũng đã giúp ngân cho tà mà hơn cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện Mã được tiếp cận nhà vay tế, tế họ, ngân quan họ ngân áp nhà tắm Ngân Cốc, Tà Mã Tắm từ nguồn vốn tín Tam thì Hàng hỗ có Xanh, Mã Pê mươi hộ mà chú hơn hộ gia đình xương tiêu biểu về phát triển cây ăn quả này nuôi vườn chuồng bòm các việc chôm hạp quản lý tỷ, ngân cốc, on hạ củ, nàng ngân hang chính sách bản mương, bượn xàm, vì dòng văn phải sao xàm, hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn, sướp tàm cạt kiên cắp ngân hang chính sách bản mương, phục chuân tuần lễ pháp phải dòm, hôm hành vừa côn cạt, ngày cuồng mửa cốc khỏe phục chuân, trường trình còn nhàn tẩy luôn chôm hạp không loài cán bộ hội viên phụ nữ nàng cuồng huyền, chôm hạp pháp phải dòm, cắp số hơn, cài hạ hỏi hạ xếp chiều màn, đốt mùn, tuần lễ pháp phải dòm các huyền còn nếu chưa đầy, cài tỉ nâng chết hỏi trường mặn vì nếu chưa phá phải giòm báo xuân to tà luôn quén khơi phải giòm là nhưng hôm phân nho sùng trách nhiệm cuồng vỉa sủ ngân cốc đầy củ khoảng pưng côn đầy hường té nằm phục chuân mả pè xệt dần cả khai cướp đầy lang tì đối, đối với các phía xệt không đốc, phổ đốc, hình, hồi phủ hình nàng huyền mai sơn khai ni hư nợ cài hàn trắng giáo ship trường hàn thôi ngăn to không phải không nâng phân hỏi cuồng số ngân hà nở cỏ lỏ đơn vị, lang tì, cuồng vi hải cùng ngân cốc không huyền mai sơn, cuồng hàn, mi sao ếch, cuồng số sao sòng xã thị trấn, bó mi nơi cài hàn, đồi cắp vỉa, dệt ứng, hơ khôi phủ nhinh, cỏ bòm cắp ngân hàng chính sách bản mương, quản lý đi số ngân nở, cỏ xương lang tì vỉa dệt không pưng tổ phải dòm cánh củ ngân cốc, hàng vườn, khai ốc chu giao dịch, nàng pưng xã, dệt hèo pưng luông bùn, đẩy cấp nửa rào. Cuồng gian hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sưu tạm cạt kiên cắp ngân hàng chính sách bản Mương huyền, chiên báo bưng luông bùn chính sách củ ngân cốc tà mã tắm, bưng tắt bùn không ngân hàng cuồng phía khử ngân nở, ngân mà, cánh, viện nếu chưa phá phải dòm, cài tổ củ ngân cốc. Tăng sòng, uẩn pa bưng tổ chức hội, dệt tỷ phía kiểm tra, làm le, bánh thành ngân cốc tài củ, tà khu hai tỷ, tròi lại ở nòng Phụ nhinh tài củ ngân cốc tà mã tắm, vầy chuồng hong phía dệt sườn nho sùng tây kín rú hôm phân chấp năm lang tỷ trường trình gión cạt cung mạn nà nhàn bào tẹt tiền tây kình chú dần mương bó phải phở tốc bóng bay lằng